Sao con nói lại coi? Ai cho con mày? Ai cho con vậy? Chị Hồ đây. Hai chị gì? Hai chị yêu em Quân. Yêu Quân hả? Hai em đẹp trai quá. Trời ơi, thấy Quân đẹp trai quá hả? Chú cha ơi. Sao tặng cho con mua bóng này hả? Bà Hương em Quân. Hương em Quân, wow. Chị đó Hương em Quân. Bông này Hương em Quân. Đúng rồi. Hương ai cũng thương em Quân hết trơn á. Nhưng mà tại sao có được hai bóng này vậy? Hay quá vậy, được bóng này nè. Tại sao? Hai chị đó hả? À, hai chị đó tặng con hả? Ừ. Hai chị đó sao tặng vậy? Sao trước đó. Ờ, sống trước. Mới ba rồi. Đúng rồi. Mà tại sao tặng chị cho con vậy? Sao trước. Mà sao tặng cho con cái này mà không tặng cho người khác? Tặng này. Mùi há sâu quá. Ồ vậy hả? Tại con sao? Đẹp. Em đẹp trai quá. Trời ơi, chết tôi rồi. Đâu ra cái này vậy trời. Bỏ tay luôn. Chị đó Hương em Vân. À vậy đó. Cái này cho em Vân nè. Ồ thì ra là vậy đó hả? Trời ơi, mình quá. Dễ sợ quá. Hương đẹp trai quá. Trời ơi, bỏ tay luôn. Em quá đẹp trai. Quá đẹp trai đi mọi người. Quá chị đó. Cho em Vân. Thôi ơi, con ơi là con ở đây. Cái đầu con gái sao? Trời ơi mà. Đâu con gái. Con ơi con phải 3 tuổi không vậy trời? Đâu con gái như nước đâu. Con phải 3 tuổi không vậy? Đâu con gái như nước đâu. Ok.